xin chào anh em và chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Siwat Authentic. Chào chữ tín, sống trọn đam mê. Và em là Long Trang. Hôm nay thì em Long sẽ giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ rất là đẹp, mạnh mẽ, khỏe khoắn và manly đến từ thương hiệu Hamilton. Và giới thiệu với anh em luôn, Hamilton là một cái thương hiệu có xuất phát điểm từ nước Mỹ, là một trong những thương hiệu đồng hồ có thể nói là đáng tin cậy nhất đến từ nước Mỹ, được sử dụng trong rất là nhiều các cái ngành công nghiệp, các ngành giao thông vận tải, tàu hỏa, hay là kể cả sản xuất đồng hồ cho quân đội của Mỹ nữa, thì cũng là của Hamilton đó. Và bây giờ thì Hamilton đã thuộc vào cái tập đoàn đồng hồ lớn nhất thế giới là Swatch Group. Tuy nhiên là cái trụ sở của họ vẫn đang đặt tại Mỹ, và những cái phong cách thiết kế cho đến những cái ý tưởng đều rất là mang cái vẻ đẹp rất là Latin, rất là khỏe khoắn và mạnh mẽ. Và đây là một chiếc đồng hồ mang lại cái phong cách như vậy, rất là trẻ trung, tươi mới. Đi cùng với đó là bộ máy sản xuất tại Thụy Sĩ rất đáng chơi, đáng trải nghiệm. Chiếc này của chúng ta sẽ về làm về một chiếc đồng hồ hàng siêu lướt, đầy đủ hộp sổ thẻ. Đó, anh em quan tâm những cái sản phẩm như này hoặc có nhu cầu bán những cái sản phẩm khác không dùng đến nữa, hãy liên hệ với em với số Zalo là 0973 816172, hoặc gọi cho vào số 0828 915222 nhé. Sản phẩm sẽ có thể anh em đang có sẵn tại Siwat thành phố Thái Nguyên, anh em có thể đến lên tay trải nghiệm trực tiếp. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến luôn với cái sản phẩm chính ngày hôm nay. Đây, một chiếc Hamilton Chronograph cực kỳ là đẹp, em thấy không ạ? Với cái phong cách thiết kế nó mang hơi hướng của cái dòng sản phẩm Jamaster, thuộc bộ sưu tập Jamaster của Hamilton. Jamaster thì là một cái dòng sản phẩm lấy cái ý tưởng từ cái nhạc jazz, một cái phần âm nhạc rất là đặc trưng của người Mỹ. Và nó cái âm nhạc này ấy, nó sẽ không có cái giới hạn nào trong cái phần sáng tạo cả. Thế nên là những cái thiết kế của Hamilton nó rất là đẹp, rất là phá cách, và nó thật sự là không chúng ta không thể bắt gặp ở bất cứ một cái hãng đồng hồ nào khác cả, rất là riêng có, rất là đặc biệt. Đó, bây giờ thì em sẽ hỗ trợ lên cho chiếc này và chiếc cót tay, bởi vì là đồng hồ chúng ta đang ở trong hộp trưng bày, không có cót để hoạt động anh em nhé. Khi mà lên vài cót thì đồng hồ bắt đầu hoạt động, và bây giờ thì em sẽ rút núm ra. Lúc này chức năng hacking stop sẽ hoạt động, đồng hồ sẽ đứng lại và chúng ta có thể chỉnh giờ. Có hai nấc, nấc ở trong là chỉnh lịch, nấc ngoài chúng ta sẽ rút nấc ngoài ra để chỉnh giờ. Và em sẽ chỉnh đến múi giờ 10:10. Sau đó anh em nhớ đóng núm lại để đảm bảo chống nước cho đồng hồ nhé. Đây, một cái phối màu rất là đẹp, giữa kết hợp giữa màu xanh và màu trắng rất trẻ trung, đồng thời cũng cực kỳ là thanh lịch. Và cái bộ máy này của chúng ta thì cũng được sử dụng cái bộ máy rất là cao cấp đến từ Hamilton, mà em sẽ giới thiệu trong phần sau của anh em. Một cái thiết kế rất là thể thao của một dòng Chronograph như này, kết hợp với cả cái mặt màu xanh này cực kỳ đẹp mắt. Đó, cái chức năng Chronograph này có thể là cả năm anh em chỉ dùng vài lần thôi, bởi vì là bây giờ chúng ta đã có rất là nhiều các cái thiết bị có thể là đo đồng hồ rồi. Nhưng mà cách đây khoảng 6-70 năm, thì khi mà những cái bộ máy đo điện tử chưa xuất hiện ấy, thì đây là một cái sáng chế vượt bậc đến từ Thụy Sĩ. Một cái bộ máy đo đếm thời gian có thể đo đến tận 12 tiếng chính xác từng giây một, rất là tuyệt vời. Đó, bây giờ thì em sẽ hướng dẫn anh em sử dụng chức năng Chronograph này. Chúng ta sẽ có 3 sắp đều nhỏ. Nó phân biệt bởi hai cái màu sắc là màu xanh và màu trắng. Màu xanh là sử dụng cho đồng hồ xem giờ bình thường, còn màu trắng là chức năng Chronograph. Anh em thấy là ở sắp đây màu xanh ở góc 9 giờ chúng ta đang thấy một cái kim nhỏ đang quay. Đây là chính là kim small second, kim giây của đồng hồ đang quay rất là từ từ, từ tốn và nhẹ nhàng. Tuy nhiên đây lại là cái kim mà quan trọng nhất của chiếc đồng hồ này chúng ta. Còn lại chúng ta sẽ có hai sắp đều màu trắng này. Hai sắp đều này thì sẽ là hai sắp đều đo đếm thời gian của chức năng Chronograph. Khi mà chúng ta muốn đo đếm bất cứ khoảng thời gian nào, bấm một khởi động này, kim Chronograph sẽ bắt đầu quay và chúng ta có thể đo đếm được cái khoảng thời gian chúng ta muốn. Ngoài ra thì chiếc này chúng ta sẽ được bao bọc phía bên ngoài bởi lớp kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa, cực kỳ đẹp mắt và trong trẻo. Đó, cái thiết kế này thì anh em hay gọi là thiết kế panda hay là gấu trúc. Anh em nhìn ngay này, đó, đây chúng ta có thể là hai cái mắt và cái mồm của gấu trúc đây, rất là tuyệt vời. Các cọc số của chúng ta sẽ là các cọc số vạch được hoàn thiện đa diện, hoàn thiện bóng rất đẹp mắt và cao cấp. Đồng thời là cả kim và cọc số thì đều sẽ được sử dụng dạng quang Super Luminova rất sáng,
để anh em có thể sử dụng trong điều kiện thiếu sáng anh em nhé. Logo của Hamilton automatic ở góc 3 giờ, ô lịch sẽ được đưa góc 4 giờ, rất là tiện dụng. Và anh em có thể thấy ở cái phần màu xanh này, chúng ta sẽ có một cái chai dial chảy tia sunburst rất đẹp mắt. Trong cái phần dial màu đỏ này thì màu trắng này thì chúng ta cũng sẽ có những cái họa tiết đường tròn đồng tâm, đồng thời có cả chảy tia sunburst, nó toát ra cái hiệu ứng bảy sắc cầu vồng rất đẹp mắt và cao cấp của một chiếc đồng hồ trong phân khúc hàng đầu đến từ Hamilton. Ngoài ra thì cái phần ấn tượng của em với chiếc đồng hồ này đó chính là cái phần bộ dây và bộ máy. Phải nói đây là một cái chiếc đồng hồ rất rất là đầm đó. Và quay lại với cái chức năng chronograph, khi mà kim dây của ta quay được một vòng thì phần đo đếm phút này sẽ đếm được một phút, và khi mà đếm được đủ một giờ đồng hồ thì cái phần đo đếm giờ này sẽ nhảy được một nấc ở đây anh em nhé. Đó, ở đây thì sẽ có cái bộ máy của chiếc này sẽ là caliber H21 và trợ switchmate. Anh em mà muốn dừng chức năng chronograph, bấm một lần nữa để dừng lại và bấm nút thứ cuối cùng này để reset lại về vị trí ban đầu. Đó, còn nói về cái bộ máy chronograph H21 chứ danh của Hamilton thì chúng ta sẽ quan sát ở phía sau này, qua cái lớp kính nguyên sapphire nguyên khối phía sau này, chúng ta có thể thấy đây là một bộ máy sử dụng 25 chân kính, chạy tần số động 28.800 VPH và tích cóp 60 giờ. Bộ máy caliber 21 là đỉnh cao của Hamilton anh em nhé, vẫn giữ được cái tần số hoạt động 28.800 VPH rất mượt mà, nhưng lại mang đến 60 giờ tích cóp, rất là hữu dụng cho anh em. Đó, một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời với bộ máy rất phức tạp, được hoàn thiện và độ hoàn thiện cao, đầy mạnh mẽ, cá tính và đẳng cấp. Chúng ta sẽ có mã của sản phẩm H325960. Chiếc này chống nước ở 13 tương đương 100m, thoải mái sử dụng cho hoạt động thường ngày nhé. Đồng hồ làm hoàn toàn bằng thép đặc không gỉ 316L. Thép này sẽ có khả năng chống ăn mòn, chống nhiễm từ và không ảnh hưởng sức khỏe của anh em khi sử dụng. Bộ máy caliber H21, kính sapphire và trợ switchmate. Tất nhiên rồi, đây sẽ là một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ mà. Đó, và bộ dây của chiếc này thì anh em thấy này, độ hoàn thiện rất cao. Khi mà anh em cầm chiếc này trên tay thấy cái độ đầm, độ hoàn thiện cao cấp của nó. Đó, đi cùng với đó là khóa gập rất dễ sử dụng. Rồi, bây giờ thì em sẽ đeo nó trên cổ tay để anh em có thể cảm nhận được vẻ đẹp chiếc này khi mà trên cổ tay nó sẽ như thế nào. Chiếc này là chiếc 42mm, cùng với đó là độ dày 13,5mm, nên là chống chỉ định cho anh em tay nhỏ. Em thì chắc chắn là cổ tay nhỏ, đeo chiếc này sẽ không hợp, nhưng mà em thấy nó đẹp quá, thích quá, vẫn lấy về trải nghiệm để giao lưu với anh em. Đó, ở chiếc này thì anh em tay cổ tay càng to, đeo càng đẹp, mắt dây còn đủ thoải mái. Đó, tay trong khoảng là 16,5 trở lên đến 18,5, đeo chiếc này rất đẹp, khỏe khoắn. Không những thế, với độ hoàn thiện cao, với cái thiết kế đẹp như này, anh em có thể kết hợp với cả những trang phục áo sơ mi cũng rất tuyệt vời. Đó, một bộ máy đỉnh cao đi cùng với thiết kế đẹp, rất trẻ trung và độ mới rất cao như này. Chiếc này thì hãng đã bán mới mức giá là khoảng 46 triệu. Đó, rất cao anh em nhé. Còn em đang có một chiếc duy nhất giao lưu với anh em, tình trạng cực kỳ đẹp, bộ dây thép cực kỳ ấn tượng và chất lượng. Chiếc này thì em đang giao lưu anh em mức giá rất là tốt, chỉ 17.600.000 cho chiếc Hamilton Jamaster chronograph tuyệt đẹp này. Anh em có nhu cầu đừng quên liên hệ với số Zalo 0973 816 72, gọi vào số 0828 915 22 để lên tay trực tiếp tại Siwat, thành phố Thái Nguyên, số 7 đường Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên. Anh em ở xa không có điều kiện lên tay trực tiếp, khi muốn mua chiếc này hãy cọc cho em 15% giá trị sản phẩm, em sẽ gửi hàng về tận nhà để anh em kiểm tra nhận hàng thanh toán. Đồng hồ sẽ cam kết hàng chính hãng 100% và bảo hành 2 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời cho anh em. Cảm ơn anh em theo dõi video, nhớ bấm đăng ký màu đỏ phía dưới video, kết bạn với số Zalo của em để không bỏ lỡ bất cứ một cái sản phẩm của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.